Có một lần cãi lộn, hù em, đưa tay lên định xử em. Nhưng mà em đâu vừa. Mặt nè, ngon nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn. Chồng em gan hơn, chỉ có cái việc mà lướt Facebook thôi á, vô là coi coi em like hình của ai, comment gì thì sẽ hỏi anh này là ai, quen như thế nào, ở đâu, sao em ai cũng quen á vậy. Em không nói chuyện với người ta sao người ta trả lời lại em, giống như là quy chụp em vậy, rất là bực mình. Em tên là Nguyễn Thư Ngọc Huỳnh, năm nay em 27 tuổi, hiện đang làm kế toán. Em là Lâm Nghĩa Quyền, năm nay 26 tuổi, hiện nay là nhân viên. Quyền gặp Huỳnh khi nào, giờ Huỳnh gặp Quyền khi nào, khi nào mà Huỳnh với Quyền gặp nhau? Hai đứa tụi em thì gặp nhau năm 2008, tình cờ một đứa bạn của em nó rủ em đi uống cà phê, nói là bạn gái của nó có một người rất là dễ thương giới thiệu cho em. Thì lần đầu tiên gặp cô ấy thì dễ thương, vui vẻ. Ấn tượng ban đầu của em về anh này thì đẹp trai, cao to, nhìn cũng phong độ, nhìn rất là có duyên. Nhưng mà nhìn cái xe của ảnh thì giống như xe đua vậy, thì em cảm thấy là có ấn tượng xấu rồi, ghét. Rồi sao? Rồi đi chơi với nhau bao lâu thì cảm thấy là... Đi qua tới 2-3 tuần sau, tự nhiên cô ấy gọi nó Quyền ơi xuống cho Quỳnh đi chơi. Tự nhiên có người phụ nữ rủ mình đi chơi thì vui. Mà sau lúc đó Quỳnh lại gọi cho Quyền là chở đi chơi? Ban đầu gặp thì thấy cũng phong độ, thì thấy cũng thích thích thì gọi điện rủ đi chơi thôi, chứ chưa có ý định, chưa có tình cảm gì hết. Dạ. Rồi đến khi nào có một chút xíu ý định? Cỡ một tuần sau tự nhiên thấy thích cô ấy, làm quen cô ấy luôn đi còn sao. Tuần nào em cũng xuống chở đi chơi, chở đi chơi tới một ngày nào đó thì tự nhiên cô nói chia tay. Cái gì vậy? Ủa, nhưng mà đã yêu nhau đó là bao lâu mà? Đúng không, cái đó là chưa có yêu, đó gọi là mới quen thôi. Xong nhưng mà em là thích cô ấy rồi, nhưng mà cô ấy nói thôi còn đi học để từ từ tính. Đó cũng còn học lớp 11, em cũng muốn là tiếp tục công việc học cho nó xong, có công việc ổn định rồi mới tiếp tục quen. Nhưng mà cái đó cũng là một phần lý do thôi. Tại vì em thấy anh này cô ấy nghe lời bạn của cô ấy nên bỏ em. Nhưng mà quen bao lâu thì xảy ra chuyện đó cưng? Dạ thì quen khoảng 3 tháng thôi. Nói nghe nè, nói chia tay với Quyền á, rồi là Quỳnh có một cái ý định gì với một cái người khác không? Sau khi chia tay rồi thì anh này rất là lì, hầu như là tuần nào cuối tuần cũng xuống cái quán nước của mẹ em ở đầu hẻm á, ngồi đó uống nước rồi nói chuyện, nói chung là lấy lòng. Lúc đó thì chưa có biết tại sao lý do gì chia tay nên em xuống chơi, ra tới ngã ba ngõ và thấy em ngồi ngoài quán là đi vô nhà. Còn mà trường hợp mà gặp bất đắc dĩ thì mặt nói mặt thì không mắc giống như là đạo kiếm nữa. Vậy hả? Không có quan tâm tới. Chia tay rồi em ghét anh này lắm, nhìn mặt là không mưa. Nhưng mà em biết lý do tại sao mà Quỳnh chia tay em không? Em thì nghĩ lý do chuyện bạn nghe lời bạn, nghe lời bạn bè, bạn nào không bạn phải nghe lời bạn bè, ý định cá nhân thôi. Không phải, bữa nay phải hai mặt một lời đi. Hai mặt một lời nói cho nó rõ luôn. Dạ thì mới có 17-18 thôi mà quen vậy rồi sẽ sao nhãng chuyện học hành, với lại anh này thì cũng lười học, ham chơi nữa. Em cũng muốn là khuyên anh này học hành. Nhưng rồi mà trong cái thời gian quen nhau là em chăm lại, em học lại rồi. Chăm lại hả? Nghĩa là vì sao vẫn để cho cổ đòi chia tay mình? Em không biết lý do chứ. Nói thì bây giờ bữa nay nói lý do đi. Tại vì anh này chưa bỏ cái chiếc xe đó. Còn thấy còn đi đua xe. Thấy chưa? Chia tay bao lâu? Khoảng 2 năm và tụi em bắt đầu quen lại. Ôi, lúc đó là Mạnh Mai có bồ à? Thì lúc đó thì em cũng có quen 2-3 đứa. Nhưng mà bóng của quả thì để trong trái tim em rồi. Sao nó yêu em mà quen nhiều rồi thì quen để chở đi chơi, để nói chuyện lúc buồn. Chứ đâu có cảm giác gì. Hiểu. Tội, tội nghiệp không? Chứ giờ bạn đồng trang lứa người ta có người ta chở sau lưng xe mà xe mình nẹt vô ngon lành, tự nhiên không có ai ngồi thì cũng kỳ. Đúng rồi. Sao không vùi đầu vô chuyện học đi cho nó hết thời gian? Tự nhiên đang thương bả quá, tự nhiên bả nói một cái nản, không muốn học luôn. Không vô. Không phải lấy lý do đó anh, thật ra tại vì anh này không muốn học. Lấy lý do là chia tay nên là bỏ học. Đâu có đó thì quyết định không học thì ra học nghề. Nhưng mà lúc em chia tay bạn này á, thì lúc em có vùi đầu vô học hành không? Dạ thì vừa học vừa chơi, thư giãn thì cũng có quen thêm. Mấy anh? Dạ. Hai anh. Hai anh? Thì cũng đâu có vừa. Bên này 3-4 thì bên này là 2-3. Thì quen với mức độ là bạn bè thôi, thì cũng chia sẻ đi ăn, đi chơi, cà phê thôi. Nhưng mà dạ, trong đầu vẫn còn nhớ hình ảnh của anh này. Trong đầu thì chưa có hình ảnh anh này. Tại vì em nghĩ anh này là anh còn ham chơi còn nhỏ. Em thì muốn quen cái người lớn tuổi hơn, có công việc ổn định, có thể chăm sóc cho mình. Vậy là lúc mà em biết bạn mình nó có người yêu khác á, thì lúc đó cái tâm trạng em sao? Em không có biết. Tới cái lúc biết là vô cái ngày mà em rủ bà đi chơi á, tự nhiên đang ngồi ăn nhưng có cuộc gọi thoại, hay bà đi về gấp thì em cũng trở về. Là em đi vòng vòng chơi, vô tình bắt gặp, leo lên xe người khác nữa đi nữa. Lúc đó nóng quá, tức quá rồi. Nhưng mà ráng kiềm chế. Coi chừng nào mới đi về. Nó cũng cỡ một tiếng sau thấy đi về. Thì lúc đó em chạy về nhà bắt đầu gọi thoại. Việc này cũng là một cái sự cố kỹ thuật ngoài mong muốn của em thôi. Em xếp lịch nhưng mà nó cận quá. Nó cận quá.
Nên là khi mà đi để ăn... lịch đúng không? Dạ đi ăn với anh ấy về. Đang đi ăn á thì anh này gọi điện, anh này nói là tí nữa anh đi làm về anh sẽ ghé. Rồi em đầu trở về em nói là mẹ em có việc kêu về. Thì em nghĩ là anh này đi về nên em không để ý. Xong rồi đi ăn khuya với anh kia rồi về. Xong rồi về vô nhà chuẩn bị ngủ rồi nhận được tin nhắn của anh này. Nói là hồi nãy Quyền thấy rồi. Xong cái em mới cũng giả ngơ là nói thấy gì. Thấy Quỳnh đi chung với lại cái anh nào đó. Ừ. Thì em nói rồi, xong rồi, kỳ này là tiêu rồi. Xong rồi lúc đó thì em gọi luôn. Gọi luôn bây giờ, nói thôi bây giờ giờ sao Quỳnh? Một giờ một trong một trong hai thì theo nhau 2-3 năm rồi. Bây giờ không được nữa thôi, ừ. Thôi luôn. Quỳnh trả lời sao? Trong thời gian quen thì cũng có nhiều cái vui buồn. Thì em chỉ nhớ nhất là cái lần em bị bệnh cả tháng á, thì chồng em á ngày nào đi làm về cũng chở em đi bác sĩ chích thuốc. Đó thì em nghĩ đến cái sự chăm sóc và cái sự theo đuổi 2 năm trời rất là kiên trì. Dạ kiên trì. So với anh kia thì anh kia cũng quá nhiều tật xấu thì cuối cùng em chọn chồng em. Đó. Lúc mà với cái anh kia thì thấy anh nhiều tật xấu quá. Dạ. Cho nên quyết định chọn anh này. Rồi lấy anh này xong rồi anh này có tật xấu gì không? Dạ, trời tật xấu nhiều lắm chị thôi, ơi. Bây giờ mình để cái tật xấu nào xấu mà nhất. Nó nặng đô nhất. Ừ, xấu nhất đang nổi trội nhất đi. Là cái tính hay ghen, rất là ghen. Ghen bừa bãi mà suy diễn. Em không ghen anh hả? Thôi, tao chỉ hỏi cái này mà. Kể cho anh ta tranh tụng đi. Ai ghen hơn? Chồng em ghen hơn. Chỉ có cái việc mà lướt Facebook thôi á, vô là coi em like hình của ai, comment gì thì sẽ hỏi anh này là ai, quen như thế nào, ở đâu, sao em ai cũng quen hết vậy. Em không nói chuyện với người ta sao người ta trả lời lại em, giống như là quy chụp em vậy, rất là bực mình. Chỉ có like thôi mà đã tìm hiểu kỹ rồi đó. Thôi em đừng nghe Facebook anh nha. Vợ em ghen sao? Vợ em cũng ghen dụng Facebook. Thì em lên Facebook quen con gái nhiều. Bạn em thì em cũng chấp nhận thôi. Có yêu hỏi mấy đứa này là ai sao em không biết. Thấy gái đẹp là ép ép. Phải lắm rồi hoàn cảnh thôi. Hỏi tế nhị nè, chồng em mê gái không? Dạ mê chứ chị. Đàn ông mà. Đúng. Thì đàn ông hay mê gái. Nhưng mà em chấp nhận được cái mê gái của chồng em không? Chấp nhận được nhưng mà có sự kiềm chặt của em. Chị thì nghĩ đơn giản lắm. Giờ cuộc đời này xung quanh mình có bao nhiêu thứ mình cần phải hưởng thụ đúng không? Dạ. Ai mà không thích cái đẹp thì cái bông đẹp cũng nhìn vậy, đúng không? Dạ. Cái đầm của em mặt đẹp mình cũng muốn nhìn vậy. Cái đầu của anh Thuận nó lạ, mình phải nhìn chứ. Đúng không? Trên cái chuyện mà anh Thuận nãy em nói đúng á, gái đẹp có quyền nhìn. Không có lý do gì mà để mà mình cấm cản hết trơn á. Miễn là mình tin tưởng nhau, mình chỉ cần biết được rằng sau khi nhìn tất cả con gái đẹp trên đời này, có một câu kết luận vợ anh đẹp nhất. Ngoài cái đó còn có cái gì xấu không cơ? Tính xấu thứ hai là rất là nóng tính, lâu lâu lại lôi chuyện quá khứ ra rồi nói với cái vẻ là rất là bực bội. Nóng lên mặt đỏ như quan công, rồi bắt đầu la lớn tiếng lên câu có lại, rồi hỏi giờ em muốn gì. Xong rồi em giận, trả lời em, muốn em trả lời không? Em giận em không trả lời, lại chọc cho anh này càng tức lên nữa. Mỗi lần vậy có đập đồ hay đập em không? Có một lần cãi lộn hù em, đưa tay lên định xử em. Nhưng mà em đâu vừa. Mặt nè, ngon nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn. Nhào vô cái là ăn liền luôn á. Kiếm được liền luôn á. Còn vợ em sao? Không chịu nấu ăn. Hay đi siêu thị mua đồ, đẩy tủ lạnh nhưng mà không chịu nấu. Hết đát, không mà đem dục. Tôi đoán là chưa có con đúng không? Dạ chưa. Phải không? Ừ. Mai mốt có con cực nữa đó. Bây giờ em có muốn chồng em thay đổi gì không? Bớt ghen đi, bớt nóng tính lại. Phải nói chuyện nhỏ nhẹ, đừng có quy chụp vợ. Vậy hả? Mong muốn vợ thay đổi gì nữa không? Bớt đi chơi một mình nữa. Em đâu có đi chơi một mình đâu. Em rủ anh theo mà anh có công việc anh đi không được. Mà em lại thích đi chơi nữa. Ai mà rủ là em phải đi cho bằng được. Em không đi, em ở nhà em có tưởng tượng là vợ em đi trong nhóm đó có con trai đi theo không? Đi chơi phải có con trai rồi, nhưng mà đi chơi thì bỏ khóa máy luôn. Em bức lên nữa. Coi như cứ một lần đi chơi vậy là xảy ra từng đó câu chuyện đó. Dạ. Nó cho đi nhưng mà trong lòng bắt đầu suy diễn á, suy nghĩ đó, suy nghĩ đó. Chơi nhưng mà vợ đi thì giận dỗi, nói là đi chơi mình này kia, giống như là mình có lỗi lắm. Nghĩa là ngoài miệng cứ đi, nhưng mà trong bụng là me. Dạ, đúng rồi. Vậy thôi đó hả? Rồi em ước muốn gì nữa không? Em cũng ước muốn là sang năm thì hai đứa có được con. Trai hay gái? Dạ, con trai đầu lòng. Em cũng giống vợ hả? Tại bữa giờ toàn ẵm con nít hàng xóm chơi luôn mà. Với nựng em bé hoài nó thôi, em bây giờ mình
bớt đi chơi rồi mình đẻ đi. Vậy thì chị nghĩ vậy nè, em phải rủ chồng em đi thể dục thể thao nhiều, để nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái điều có lợi cho cả đôi bên. Thứ nhất là đạt được ước mơ là có con trai đầu lòng. Cái thứ hai, trong cái quá trình đi tập thể thao chung đó, đó rồi tự nhiên thấy yêu nhau hơn, bớt ghen đi, đúng không? Cái gì cũng chung nhau hết, về hai đứa cùng mệt nè. Rồi xong bắt đầu là chia sẻ công việc nhà cho nhau, đúng không? Đó thì là tự dưng mọi thứ nó giống như là điều mà tụi em mong muốn, cái sự thay đổi với nhau vậy đó. Cảm ơn hai em. Dạ, em là Nguyễn Hoàng Vũ, năm nay em 27 tuổi. Wow, 27 tuổi á hả? Trời đất ơi, tôi nhìn tôi tưởng cỡ 20, 21 thôi. Tôi nhìn là tưởng 17 tuổi mới chết. Ở Vũ làm nghề gì? Bây giờ về hai chồng kinh doanh ở nhà chung. Còn em? Em tên là Hồng Nhung, nay em 23 tuổi. Em làm nghề kinh doanh. Trước đây thì em cũng làm một tiệm bánh, cho nên sau khi lấy chồng rồi em về em mở tiệm bánh nhỏ nhà em tự. Hai vợ chồng làm tiệm bánh. Dạ. Rồi hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, hai em quen nhau trong lúc học một lớp nhạc. Giờ còn học nữa không? Dạ, giờ nghỉ rồi. Dạ không cho đi học nữa. Tại sao vậy? Sợ là ảnh đánh đàn cho cô nào hát đúng không? Thì hồi đó ảnh cũng cua em trong lớp đó mà. Hiểu rồi. Bây giờ phải em rút kinh nghiệm rồi. Vậy thì chắc chắn là em sẽ là người ấn tượng đầu tiên về cô này trước. Dạ cũng không phải là hên xui thôi. Tại lúc đó là vô lớp học một thời gian lâu rồi mà cũng không biết nhau nữa. Vô tình có một buổi đó thì ra về chung. Thì lúc mà nhìn xuống lấy dép á thì vô tình chạm mặt thôi. Thế là ấn tượng. Rồi xong rồi cái mình bị đứng hình 2 giây rồi quay qua thấy vợ đang dắt xe tại chỗ, nó cũng đông á, thấy cực thì dắt xe giùm. Rồi em đi theo. Đi theo coi cái nhà ở đâu. Và em nói là em chưa thấy ai mà đi theo gái mà nó lè lẹt mà nó lộn liễu với ảnh hết trơn. Xe ảnh là tới 3 màu lận, màu xanh dương, màu xanh lá, màu đỏ. Em thấy bên kính chiếu hậu tự nhiên có chiếc xe nó cứ theo mình hoài mà em sợ em tưởng ăn cướp, cho nên là em cầm sẵn cây sáo trên tay luôn, nó mà giật là em lại cướp. Trước giờ em đâu có gặp trường hợp đó, tự nhiên giờ cái có người đi theo mình vậy. Ngày nào anh cũng theo như vậy hết luôn. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Dạ, cũng theo một thời gian dài rồi. Em thấy vậy em ứa quá, tại vì đi vô cứ chạy theo mình mà vô lớp cái như không biết, không thèm xin số điện thoại, cứ như là người dân mà cứ ngày nào cũng theo. Em thấy vậy cũng tội. Em làm cái bánh em tặng, em viết thì tờ giấy cho ảnh là em nói anh nên làm gì anh theo em hoài vậy, chạy như mình mở đầu nói chuyện với ảnh. Chắc cũng để ý mình, nó phát hiện mới tặng cái dòng chữ vậy. Thì em vô Facebook của cái tiệm bánh đó trước. Mình kiếm cái Facebook của vợ rồi bắt đầu nhắn tin nói chuyện. Vậy đó mà cũng xin số điện thoại em, nó hẹn đi chơi em cũng phải tự chủ động. Anh ơi số này số em gì anh tới anh rước em gọi. Cảm ơn xin. Dễ thương ha. Sau đó thì là bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ khoảng 2-3 tháng yêu nhau, rồi từ lúc quen tới lúc cưới là đúng 8 tháng. Lúc quen vậy là sớm. Yêu cưới là 8 tháng. Dạ. Và lý do là sao 8 tháng cưới? Một phần là do gia đình của ảnh, ba ảnh yếu, ảnh thì lại là con cả trong gia đình, con trưởng trong gia đình nữa. Cho nên là gia đình ảnh cũng muốn là ảnh có gia đình sớm để sao có ba có chuyện gì thì cũng có người đỡ, với lại nhiều khi có niềm vui, có chuyện vui thì ba sẽ khỏe mạnh, khỏe hơn. Vui là có con dâu phải không? Dạ, cũng chúc mừng em nha. Rồi bây giờ có tin vui gì chưa? Dạ rồi, thì mới có. Mới có được 2 tháng. Thay mặt toàn bộ ekip của chương trình á, trước hết là chúc mừng tụi em. Chúc mừng gia đình là vì cái đám cưới này có một cô dâu hiền, cô dâu trưởng này á, mà sức khỏe của ông nó đã khỏe hơn, ông vui hơn đúng không? Dạ. Vậy là chắc cặp này chắc không có gì thất vọng gì nhau đâu ha. Đúng không? Có gì. Có rồi, anh ứng với hai vợ chồng rồi. Ê, chắc không có gì đâu buồn thiệt. Có mà đồng thân đồng thủ mới ghê. Bây giờ người nào muốn khai trước? Đầu tiên là về gia đình của ảnh. Bà vợ nào cũng muốn là khai trước cho nó. Nhà ảnh đông anh em, 4 người anh em rồi thêm ba chồng em là 5 người con trai, mà tất cả mọi việc trong nhà đều là một mình mẹ chồng em làm hết. Giống như một cái nếp sống luôn rồi. Tất cái gì cũng là phụ nữ trong nhà làm hết. Trong cái đó nhà em thì ngược lại, nhiều khi cha cũng phụ mẹ em hay làm như san sẻ công việc với nhau. Em nhà thì em không làm gì hết mà lấy ổng về là em làm tất cả mọi việc trong gia đình hết, như là một con sen gì khi em rất là mệt mỏi. Như từ tuổi tiểu thơ đó mà một phát một xuống ở đời luôn. Mà đâu phải. Tại vì chị phiên âm qua tiếng Việt Nam á là con sen với ở đợi ngang nhau. Ăn uống cái gì cũng phải mẹ làm hết trơn, ngay cả rửa chén thành một cái thói đó. Nhiều khi em dọn dẹp cho nó em cũng cảm thấy rất là mất, là mệt. Chịu nổi đúng không? Dạ. Có thấy thương mẹ không? Thương mẹ chồng không? Dạ có, nên em cái gì em cũng phụ cho mẹ hết. Còn ảnh thì ảnh lấy về thì cũng được cái là không nhậu nhẹt, hút thuốc lá đi chơi, mà có một cái là chơi game thì thôi rất là xấu tính. Khi mà ổng chơi game giống như là một con người khác hoàn toàn, chửi ghê lắm. Chửi rồi chửi ai? Chửi sao? Chửi game hay là chửi em? Chơi game á mà chửi mấy thằng trong đó, em nói mấy tụi nó đâu có ngang em ngồi. Chửi em hưởng hết. Trời ơi, vậy là nặng lắm rồi. Ông nặng lắm rồi đó nha. Nhiều khi em sợ đang chưa ổng chơi ổng ngộn đập
cầm cầm cũng chửi ABC ít đi sách. Em sợ người ta ngoài ta nhìn vô tôi khùng. Cứ ngày nào cũng vậy hết. Rồi em nặng lắm rồi đó em ơi. Mà chơi là rất là siêng năng. Là ổng dậy từ 7 giờ sáng. Ổng ngồi ổng chơi khi nửa đêm gà gái ổng mới lên. Em không có cản được hả? Em không ngắt bây giờ được. Em nói, em mà thử mà em nói mà ngay cái giờ đánh luôn à? Giờ của ổng đâu đầu ổng chửi vừa không đi lên. Mà có bây giờ là chửi em chưa? Không phải chửi thẳng mà lúc mình vừa đụng ổng bắt đầu ổng chửi mấy thằng trong đó mình nghĩ tức là mượn mây đẩy trăng đó, thấy không? Em bá đạo quá à. Còn cái chuyện nào mà nó bá đạo hơn nữa không? Thì cũng chuyện như game này hôm bữa nhà em bị mất trộm là lúc đó nhà còn kinh doanh tiệm net. Em vừa đi về mình lại nói anh ơi em về chửi một hơi nè. Em quạo quá cái tự nhiên khách xung quanh nhìn có mình em mà quạo quá em đi bỏ lên đi cầu thang. Cái tự nhiên em thấy một cái thằng đó nó ngồi ngay cái đầu trên cầu thang luôn. Em thấy nghi rồi nhưng thì em mới thấy vậy em mới lẻn lẻn đi lên lầu. Em vừa gọi điện thoại em nói anh ơi vô nhà coi có thằng nào ngồi ngay cầu thang ghê quá. Rồi chơi hoài mà em thì trong phòng em không có dám ra em sợ lỡ nó ăn trộm nó thấy mình đi ra nó giết mình rồi sao. Em làm em nghe cái hồi khoảng tiếng sau cái thằng em làm mất điện thoại ông nguyễn quản khủng chạy lên nó kêu như mưa em ghét em nghe luôn. Chơi game mà ăn trộm vô không biết không lấy gì lấy vậy. Tại vì cái tiệm của em á là khách quen nhiều. Vô ngồi vậy tưởng khách quen à. Tại có mấy đứa nó hay lên cầu thang nó xạo với bạn gái nó là anh đang đây anh đang đây. Thì em cứ nghĩ là khách bình thường thôi. Em út nó nằm ở trong phòng. Thì em nghĩ nó đang làm nhưng thực chất ra là nó ngủ trong đó mà nó không đóng cửa. Mất là lo đi lỗi của nó. Vậy là tại em chứ đâu phải tại em đâu, đúng không? Ừ rồi em thấy có lỗi anh. Còn ngoài cái cô tâm nó ra thì còn gì đâu. Ảnh cái gì cũng được chỉ có cái đó thôi. Cái đó thôi đúng không? Thì là em ở nhà em chơi game em đâu có làm gì đâu. Ừ, có khi nào vợ có khách gọi bánh em đi giao bánh. Nhưng mà em có biết làm bánh không? Dạ không. Mai mốt cho ông làm đi để mai mốt bớt chơi game lại. Đó, cũng em vậy á, mình không thể nào mình nói được. Không có đâu, tại hồi trước em ở rồi đó. Tại cũng tật, em kêu mua cho em cái đạn, không chịu mua. Rồi cái em mới tức quá, em kêu hồi giờ không cho mua, em cài game để em kiếm tiền. Cái em tính đi mua cái kìa. Anh ơi, giờ mình mới cưới hết tiền, phải đưa tiền. Đưa tiền xem em cài tiếp, cứ cài tiếp. Cứ lấy em cài gì? Em cài game hả? Dạ, đi lụm đồ rồi mình bán ra ngoài. Lấy tiền mặt. Có nghĩa là chơi game vì mục đích kiếm tiền. Dạ. Thấy đôi mắt của cô dâu có vẻ như nó vẫn còn cái gì đó đúng không chị? Em có một cái điều gì mà em còn thấy cái con mắt của em nó buồn buồn đó. Xa xăm mà thâm thẳm vậy đó. Tại vì em lấy chồng xa nên ở nhà chồng nhiều khi có nhiều chuyện đó, em không dám nói ba mẹ mình, không dám nói với ai hết. Sao em lại nói là em không có nói được với ai? Tại vì mẹ em thì buôn bán từ sáng tới tối rồi. Về khi mệt, nhiều khi mệt đó em cũng không muốn làm phiền mẹ nữa. Còn ổng thì không, game không. Rồi cuối cùng thì em cứ giữ trong lòng em thôi. Sao chịu nổi? Em cứ nói đi, tại vì vậy nè. Ít ra mình phải có một lần mình nói tất cả những cái điều mình suy nghĩ ở trong lòng. Và ngày hôm nay thì chồng em không có lý do gì mà không nghe những cái tâm sự đó. Sau khi nghe thì chồng em sẽ hiểu. Rồi vợ chồng về là sẽ yêu thương nhau hơn, thông cảm với em hơn. Em cứ nói đi, em cứ không có sao hết trơn á. Khóc được là cứ khóc, không có vấn đề gì hết trơn. Mình giữ trong lòng mình không có tốt đâu. Bây giờ mình đang có em bé đúng nữa rồi. Hiểu không? Thì cũng nhiều vấn đề. Hết em chồng rồi tới chồng mình vô tâm. Rồi nhiều khi mà buồn không dám nói với ba mẹ mình biết. Thì sợ cha mẹ em với quê lo. Mà trong nó nói chuyện với ảnh thì ảnh cứ chơi game suốt rồi. Nhiều khi là em muốn nói với ảnh cái ảnh chửi gà cái em buồn em lên lầu luôn. Rồi em chồng thì mỗi đứa mỗi tính khác nhau nên em không thể nào em chịu chuộng là đáp ứng gì hết. Nhiều khi em cảm thấy rất là mệt. Đi về làm dâu vậy thì nhiều khi em có những chuyện rất là sốc, mệt mỏi. Mỗi đứa mỗi tính, nhiều khi có lời nói thì nó nói ra. Tuy nhiên mà mình nó không nghĩ gì mà mình cảm thấy là buồn trong đó. Dạ. Nhiều khi mình khổ không dám nói với bạn bè, mắc công nói với bạn bè thì bạn bè nói là tại mày lấy chồng sớm chi mày khổ gán vậy, nó nói như vậy. Rồi những lúc như vậy thì em làm gì để cho hết cái nỗi buồn đó? Em lên lầu em nằm mình vậy thôi, khi tức thì khóc. Cảm giác của em sao? Tại cái đó là do vấn đề vợ em nghĩ vậy thôi. Nhưng mà thực chất ra mấy đứa em thì nó rất là quý vợ em. Nó rất là nghe lời nữa. Mấy anh em nó trên nhau chỉ có mấy tuổi thôi. Thành ra khi nói chuyện cũng tưởng giỡn nhau thôi. Thì em cũng khuyên cho nó, cũng nói nó vậy. Em cũng có nói với vợ em vậy mà vợ em thì rất là nhát, nghe không có dám tiếp xúc trực tiếp như vậy. Thì đôi khi có những chuyện nó đã qua rồi thì vợ em mới kể lại thì em lôi tụi nó ra nói chuyện thì cũng không được. Chị thấy như vậy nè, thứ nhất là tụi em lấy nhau á lúc mà tuổi còn trẻ quá, cái kinh nghiệm chưa có. Cái thứ hai nữa là vấn đề làm dâu khó lắm. Đó là một cái gọi là cái ải đối với tất cả các cô dâu á. Cô dâu lớn rồi mà còn khó chứ đừng có nói là cô dâu còn nhỏ tuổi. Đó cho nên rằng cái người mà để giúp đỡ được cho cái cô dâu đó có thể dung hòa được, có thể trọn vẹn được thì chị nghĩ là không ai hết, chỉ làm người chồng. Em phải hiểu tâm lý vậy này. Bên cạnh vợ em chỉ còn có em thôi. Ba mẹ thì ở xa, đúng không? Con thì chưa có. Duy nhất cái người bám víu trụ cột về cả tinh thần lẫn tất cả mọi thứ là chỉ có mình anh em thôi. Em phải nhớ là cái vai trò của em á, nó
nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống của vợ em hiện giờ. Cho nên á, em làm cách nào để em giúp đỡ được cho vợ em có thể trung hòa được giữa làm vợ và làm dâu á, thì cuộc sống của tụi em mới hạnh phúc được. Lần sau nếu mình có gặp lại nhau ở một chương trình nào đó thì nói ví dụ vậy, đôi mắt vợ em bớt buồn đi một chút. Mắt nó buồn quá, cứ thăm thẳm vậy đó, buồn tội nghiệp chứ sợ luôn. Bao giờ để bớt buồn cái ông vợ cái được không? Trời đất ơi, ôm cái gì mà sổ sàng quá. Ôm cái cho nó nhẹ thật cái coi. Ôm vợ nói cái gì thỏ thẻ nhỏ xíu ra đừng cho tôi nghe. Vợ mắt tươi lên nè, mắt tươi lên kìa. Và anh hy vọng là mỗi một ngày ôm vợ nhiều hơn chút xíu, ôm cái tài sản lớn nhất của cuộc đời mình vào lòng nhiều hơn cái máy. Anh hy vọng là sẽ hạnh phúc hơn và đôi mắt này nó sẽ là dấu Á thay vì dấu ớt. À, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn anh. Hai vợ chồng sắc mặt giống nhau quá vậy. À, ngộ ghê. Có ai nói không? Dạ, dạ có. Giống nhau quá luôn á. Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, năm nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An. Em sinh sống và làm việc ở Di An, Bình Dương. À, dạ. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. À. Dạ. Kinh doanh bên mảng gì? Mảng bán hàng online. Bán hàng online. Bán hàng online chuyên về cái gì? Mỹ phẩm dạ, hay mỹ là phẩm. Đồ ăn? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm đúng không? Dạ. Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp cho đời. Đẹp. Chị làm như là bây giờ nó là bán nó làm như là coi như kinh doanh hiệu quả lắm hay sao mà ai cũng cái gì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó bởi vì đó. Hỏi như vậy để chị Dân nói đó. Ok mà em. Dạ à, em tên là Hồ Thị Thúy Nga, em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, bây giờ hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ, à. Công việc. Dạ em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. À, dạ. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Dạ em làm ở trên trên TikTok rồi ở trên Facebook. Trên Facebook thì trang bay. Dạ. Ừ, dạ, vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Đó, kể nghe đi. Dạ là em là có một người bạn á. Bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Ừ. Dạ. Thì lần đầu gặp lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi. Thì à. Không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Dạ. À, lần thứ hai thì ra quán cà phê. Dạ. Là vợ em lúc đó là mang cái quần đùi với cái áo lót áo phông á. Dạ thì là áo thun. Áo thun á, áo thun. Dạ. Áo thun. Thì em thấy tướng búp mập mạp. Dạ. Là tròn trịa với đi cái đôi giày đúc đúc tờ á. À. Là em thấy thích. Thấy, nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích. Có thích. Cái lần đầu mà vô phòng á, đưa. Dạ có, lúc đầu lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế. Búp búp quá. Dạ búp búp là xinh gái. Thế còn em thì sao lần đầu gặp em ông sao? Là em mới là hồi trước em ở trên Dĩ An, nhưng xong thì em về quê. Xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á, kêu là lên đó chơi. Thì cái bạn đó bạn rủ em lên chơi. Thì em lên chơi xong rồi ở trong phòng trọ của bạn á. Thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó. Xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè, anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài. Ừ. Nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này. Nói chung là không có ấn tượng gì hết. Thấy ôm nhóm nhắc à. Nhóm nhắc thôi. Không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta. Là đi chung luôn. Đi theo với nhỏ bạn. À, đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia. Đi với anh đúng kia rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời mắt mới thì mặt sọt chi đặng cho thấy tướng. À. Tại không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Dạ. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường đúng không? Là chưa chắc giọng đi. Phải không Vũ? Không, không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không, xuống mở cửa là thấy thích rồi. Đúng rồi, nãy nói đó, lần đầu tiên muốn mở cửa nhìn thấy cái dáng búp là muốn tới luôn rồi đó. Dạ. Đúng không? Và sau đó cái cua cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó. Đó. Chắc chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có. Là sau đó là tuần sau á là đi chơi hát karaoke, okay. Hát karaoke, mọi người đi hát karaoke thì về thì mệt á, em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Oh. Thì, thì sao cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn. Không ăn muốn gì đúng không? Dạ, vậy chắc là từ chối khéo đó. Dạ. Em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa thấm đòn. Cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa, nói chung là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi này nọ chứ nói chung là cũng chưa có gì. Nhưng mà thấy ông nhắn tin cũng quan tâm mình vậy thì cũng có cũng hơi vui vui một xíu. Vui dạ đúng, đúng rồi. Và bao lâu mới gãy đồ?
cây bắt đầu ngã rạp xuống. Là nhắn tin qua lại chắc cũng 2 tháng á. Xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9, thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó, thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi xong rồi đến tối, tại vì đi ăn xong đi hát karaoke, xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á, thì anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn, anh đang chạy xuống quận 9, tức là em ở dưới anh chạy xuống quận 9, anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi thì nó xíu về, cho nên anh giận. Anh giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy. Ấy là cũng hơi thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về. Chạy về xong rồi nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về. Thì anh này hồi lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á, mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng, người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ngoài này rồi. Ảnh ra ảnh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, ảnh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô móc cái tay vào đứt cái gân này. Rồi mà lúc đó nha, đi xong đúng không? Máu mà lúc đó em không biết luôn, bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Lại xuống em không biết gì luôn, cái xong cái đi về tới cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, chỗ em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Dẫu sau này đưa ra cái tay máu chỗ chảy tràn lan luôn, kêu đi may không. Không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh này, phải gọi cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện nhện lên. Dạ, đúng rồi, để che cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm hình công nhận hả? Hoặc xăm hình cái hàng rào. Chắc khi phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Sao đài điện trên hàng rào có công nhận. Cái sức mạnh của điện cái mà sự mà thì mê gái đó. Bất cần thân thể luôn. Trời ơi, gân đứt bắt bắt, không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Ê, đó thiệt sự. Chị, bữa đó đi có cây số đó, đi thêm cày nữa dám áp lực ngang. Chắc dạ, té xỉu khô luôn. Khô máu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà bữa đó thấy xe sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó chứ sao. Dạ, máu đổ. Máu nó chảy nhiều quá mà tại vì mày lúc đó là khuya rồi cũng không có. Ủa nhưng thôi, mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn. Tức là lúc em tới phòng trọ là các bạn đã phát hiện. Nhưng mà không phát hiện. Lúc đó em không biết luôn. Không biết luôn. Về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng. Thì giấu cái tay sau lưng vậy nè. Xong rồi bắt đầu các em thấy nhỏ máu xuống. Xong em chụp cái tay ra giật lại. Cái coi ra em nói trời ơi chết rồi, máu quá rồi trời, như vậy sao? Thôi đi ra bệnh viện coi sao mà không đi. Không đi bệnh viện. Không đi. Nhờ cái anh kia. Không, để anh vạ. Hốt cái anh này đi. Đúng rồi, em phải nhờ cái anh bạn kia. Anh vạ, lúc đó định anh vạ. Mà nguy hiểm mà không nghĩ là đứt gân, lúc đó nghĩ chỉ chày tay mà ra xong phải may một giờ còn một cái thẹo dài của nó. Thấy nhộn nhạt mình, thấy cái gân. Ông ghê quá. Nhưng mà lúc đó chắc thấy mặt ổng cắn rồi đúng không? Rồi lúc đó cũng trời ơi, ổng mặt ổng tái manh tái mét luôn rồi á. Mà lúc đó mà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm, ổng nhăn ổng nhách à, là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây. Ngày xưa có 50 kg à. Mà đã gì máu nó còn đổ. Máu đổ như vậy nữa là mạch xanh lét luôn. Cũng may không méo xỉu vậy. Vì sự cố đó xong bữa đó chắc yêu đúng rồi, đúng là dạ. Sau lúc đó là mới nhận làm người làm người yêu. Dạ. Lúc đó thì mình thấy tội nghiệp quá. Xong rồi cái lúc đó sau ngày hôm đó, hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì. Cái sau hôm đó xong thì thấy. Nhưng mà nó nghe nè, đi mai rồi sáng mới về hay là về liền? Không, đi mai xong về liền luôn, lỡ phòng trọ đó luôn. Lỡ phòng trọ với em luôn? Không, ở phòng trọ đó là có bạn nhỏ bạn em nữa đó, là em lên ở chung với nhỏ bạn em, lỡ chung ở đó luôn. Đúng không? Dạ. Chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không? Hôm nay em cũng không nhớ nữa tại vì nó cũng hơi lâu. Rồi, và sau đó là gì? Mấy năm rồi, 12, 13 năm. Nhưng mà sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, lúc đó là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái là ở lại luôn. Không, có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó. Bao lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á.
Đi chơi. Đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, hôn lén. Hôn lén, em hôn lén. Đi chơi đâu? Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới hôn của em cái. Hôn cái lúc mà cũng bất ngờ. Hôn lén mà, đúng không? Hôn lén, đúng rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng vô vấn đề. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á, em không có cho hôn môi đâu. Hình như là 5-6 tháng á. Lâu lắm, lâu lắm là hôn môi. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi luôn. Làm gì luôn. Làm bả dữ đúng không? Dữ lắm. Mà có đụng chạm gì bả không? Bả gạt ra đúng không? Gạt không cho anh ơi. Đúng không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Nhớ không Vũ? Thì cho hai đứa ở về với nhau. Đó là tụi em về chung với nhau rồi. Lúc đó là em với vợ em là sống thử, sống từ phòng riêng. Hai người nhỏ bạn đâu. Tại vì sau đó ở với bồ nó. Ở với bồ nó. Nên em tại vì nó ở sống ở với bồ nó thì em phải ra riêng. Rồi em sợ ma. Em đúng, em sợ ma thiệt luôn. Đúng không? Đúng như em sợ ma thiệt luôn. Rồi ông này mới biết em sợ ma, ổng về ổng ở chung. Đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, và có bao lâu thì chính thức là đi về một nhà. Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng một năm. Một năm. Mà gia đình có biết không? Sống thử thì không có biết. Nói chung là quen nhau thì gia đình biết, nhưng mà cũng không có biết là sống thử. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Nên ba mẹ rất là thương. Dạ. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Xong phát cho xong. Cái lộ bị lộ biết hết rồi. Dạ. Thầy nghĩ thật sự tôi không muốn hỏi đâu, nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi. Tôi nghĩ là cái ngày đầu tiên sống thử là là đêm đó là như là tới luôn đó đúng không? Không đâu, chưa luôn thôi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Ủa không cho sao cho? Dạ. Ta vô ở chung là 4 tháng luôn á. Ở chung ngủ chung thôi, nhưng mà không có cho đụng chạm gì hết. Không có cho gì luôn. Cái này cái kia đâu. Trời ơi, vậy là 4 tháng là không có ngủ gì được đúng không? Không ngủ ngày, không ngủ à, tuần. Nói chung em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Xong rồi ở chung, xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi không ôm nhau ôm không? Nhau đồ này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Nhưng mà là không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không, sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho. Là tình là nguyện. Lý do gì? Có nghĩa là chồng em á ở ngoài quê thường như nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có lần yêu thôi, chưa có là vợ chồng. Mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn hả bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Trời ơi, nó không có thương mày đâu, là cứ nói vậy với chồng em á. Dạ. xong rồi cứ khích xong rồi là lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Tức là thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì rất là lúc chỉ mới quen nhau thôi, nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Xong rồi chồng em đã cãi nhau, xong rồi xém nó đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá, mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác, tại vì đã mới có quen nhau mà đứng ra bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chứ. Chồng em ý là suy nghĩ là tại sao lại như vậy. Bất ngờ. Bất ngờ đúng không? Mấy cô ấy chủ động. Bữa nay sao? Không, cũng không có chủ động đâu. Để hỏi. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con trai và con gái lúc nào mình cũng chủ động đòi, nhưng mà tại thấy em nằm im. Còn bình thường đòi là em đâu cho, em hết ra liền. Bị hết liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Em re lại làm gì làm. Cũng tái ma tái máy vậy đó mà thấy im ru rồi. Im ru luôn. Là sao cái bữa, sao cái buổi mà suýt đánh nhau với bạn đúng không? Sau bữa đó. Vô thấy mà làm im re liền. Làm re liền. Đó là dính luôn. Chứ sao giờ. Dạ. Dạ. Sau đó bao lâu mới cưới? Bữa xong rồi. Có sự cố xảy ra không? Thì gieo mầm nhân quả. Mấy tháng sau anh ha? Tầm 2-3 tháng sau á. 3 tháng sau là có bầu. Có bầu. Đêm nào cũng đêm nào cũng đụng chạm nó luôn. Ồ đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm nó. Kiểu như là ý là ông này ông đang suy nghĩ là trời là trời. Bây giờ em cứ tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao? Nhiều luôn anh. Sao? Liên tục 7-8 lần đó. Nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay và không làm chắc ngày mai biển khác nó vô nó. Hay là một đêm bà hì hục là liên tục luôn. Cày đêm cày liên tục. Trời ơi, như vậy là chắc chắn là phải đơm hoa kết trái lẹ luôn. Dạ. Là mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ bảo cưới. Dạ, bác sĩ bảo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Em bên đạo mà chồng em là bên lương. Xong rồi á
đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi tết tình tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước, tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có ai đi đám cưới được. Cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai vợ chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Bụng rồi. To chưa? Lúc đó chưa to, đến lúc cưới dưới quê mới to. Lúc cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác không, rồi ba mẹ không biết đi được. Tại vì chưa làm phép bên cưới á. Tức là mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa là không được đi, đi là sẽ có tội. Rồi xong chỉ có hai người chị gái đi à. Cũng tuổi thân đây là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa. Nói chung là rất là vất vả. Rồi anh hỏi nè. Cái lúc mà phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Kiểu như là ở dưới nhà em, ba mẹ em thì cũng hối em lấy chồng, mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới, kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có ba anh em, nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang, nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Hai đứa ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau xác định rồi, nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi, cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Chứ cũng không có phải là quá lo lắng. Còn bây giờ mấy đứa rồi, hai đứa ba đứa rồi. Hai trai một gái. Đứa đầu tiên là con trai, con trai thứ hai con trai luôn nè. Thứ ba là con gái. Dạ, may mắn lắm luôn, thật sự rất là may mắn luôn. Em thấy có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc làm ăn phát triển đúng không? Dạ, đẻ hai bé thì tụi em cố gắng làm, và bé sau này á, bé cuối cùng á thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng không? Dạ, bé gái. Bé gái tên gì? Dạ, tên Bối Bối. Bối Bối phải là cái kênh mà con bé Bối Bối thiệt là dễ thương á đúng không? Dạ. Không, trên mạng, trên TikTok có hai bé Bối Bối nha. À, bối An nhỏ. Nhiên đó là Bối Bối lớn. Bối Bối An Nhiên lớn. Dạ, bối, bối... Bối Bối nhỏ. Dạ, nhỏ. Bối Bối nhỏ nè. Xinh quá dễ thương luôn. Dạ. Bé đó quá dễ thương luôn. Dạ. Hôm nay em đang có dẫn bạn đó không? Dạ không. Ờ, phải có bạn đó mời lên sân khấu nữa mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà tại vì mẹ bị mệt á. Hồi nãy em cũng bị mệt xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cưng quá, cưng. Rồi, bây giờ 11 năm. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Tại sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó. Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ có chứ. Trời, chắc nôn nào đến phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á chồng em á, em gặp chồng em á xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Còn với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật, nhưng ở nhà là thôi. Hai chồng nói hoài tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha, ngưng ở đây để đi ngủ, chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ, rồi ghiền game nữa, trời ơi ghiền game lắm, mà game ghiền nói nè. Dạ, ghiền game nè, ghiền game. Có ghiền con không? Dạ có ghiền con, nhưng mà ghiền game, trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn, đập mấy cái điện thoại của em. Trời ơi ghiền game mà đến nỗi mà bắn cái này nè, không biết bắn cái này là cái gì mà có con gái trong đó nữa, BOBG gì đó, mà bắn là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Dạ. Đúng rồi, xong rồi em bình thường đang bắn cái em đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ấy như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái chơi điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát. Trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, không núp. Trời ơi, đập chơi quá trời lần luôn, mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập dốt dốt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu, với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập xuống xíu, và gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nữa luôn. Chị với em mướn nhà cái bên để chuẩn bị đặt nguồn hứng đó, qua cảng đó cho chị. Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng luôn. Mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á. Chứ không quát, không có. Chạy không quát thì chắc nó cũng biết sai. Thì trời quá rồi, mà ghiền lắm. Ghiền bắn liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết bỏ rồi. Rồi. Bỏ. Bây giờ bỏ rồi. Sau lúc đó luôn. Nếu mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền. Tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa? Còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì cũng đỡ rất là nhiều. Có chậm rãi không? Anh sao? Đúng rồi.
em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Ví dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Ví dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha, là để đó anh làm cho, xong em vô là im luôn, không có làm luôn. Không có làm luôn. Với lại em á, dạ hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm, nhưng mà để chậm, khi nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm, chứ không bao giờ mà nhắc anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho rồi xong là không làm luôn. Coi như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có, nhiều lắm đó. Hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình thì nghĩ là cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn đó. Với lại em á, là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Ví dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này, thiết kế cái kia, sửa này sửa kia là bác bỏ. Ví dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công này kia kia nọ, là cũng làm, nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã, nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen, trời ơi làm xong sao nó đẹp quá ha, rồi xong rồi vậy đó. Rồi sao em nói cái phòng mình sẽ làm như vậy kia, trời ơi thôi làm gì tốn này rườm rà nữa, xong rồi làm xong làm đẹp quá ha, anh thấy làm đẹp chứ ha, nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, thành thói quen luôn rồi, thành cái thói quen luôn vậy. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha, không hề lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á, mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi người ta bất ngờ, không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ phút đến phút chót luôn. Nhưng mà em không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy, em thích cái gì là cứ cầm tiền đi mua, nhưng mà không có bao giờ, em đâu có thích vậy đâu. Phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng nói mà là bất ngờ hết, mà lãng xẹt thì nhiều là mình đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chồng em sẽ lãng mạn hơn, xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền đó, chứ mình đừng có chần chừ những lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết, tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Dạ nha. Rồi thời em tới rồi đó. Không thì không cản luôn đó, em nói đi. Để mình đoán nghe, trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Căn cứ vào cái việc bà đập điện thoại đó. Nóng tính không? Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có vẻ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em đâu có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn đó. Sao nè? Đó là nóng tính, rất là thích sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục dày dục lung tung, em phải dọn hết, gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, xem thấy không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Đúng không? Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm rồi. Em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sập tưng hết. Nhưng mà gọn gàng, nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em muốn gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Thích gọn gàng nhưng lười làm. Dạ. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Với hay giận. Hay giận lắm hả? Hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Mỗi lần giận là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Chắc là 2 ngày. Ý anh nói là lâu không á? 2 ngày. 2 ngày rồi. Năn nỉ 2 ngày mới thôi. Dỗ bà bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ bà bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn? Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn mang đồ ngon đúng dạ, không? Dạ, đi ở xa đâu cũng đi hết á. Ăn ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Hoài hoài. Ra ngoài ai cũng bảo. Em ăn hiếp mà. Em sợ vợ. Sợ vợ. Nhưng không. Mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em có bị tổn thương không? Không. Em bình thường. Em còn nói... nói với mấy bạn là lúc nào mà em sợ vợ của bạn á cái đó thế mới là lo, còn em sợ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi sợ, mình thương mà vợ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ đâu, sợ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. Dạ. Rồi có hay nạt chồng không, hay la la chồng trước mặt người ta không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Dạ, trước mặt không la. Có la trước mặt bối không? Có. Có, bố nó giận luôn. Bố giận á? Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhau em hạt. Em vừa la lên cái nói, mẹ tại sao mày lại như vậy? Mày không được la ba của con. Tại sao mày la ba của con vậy? Bây giờ trước mặt bố mày la là nó nạt em liền luôn, nó không có cho luôn á. Đúng rồi. Bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm. Không có được đâu. Bảo bối của ba mà. Của ba, bà bối mà. Rồi sao nữa? Thì hãy giận hơn nè. Em mua đồ ăn về mà em đùa tí. Bảo anh đi không nó ngồi á. Anh đi không mà... lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không ăn sao, không ăn nữa, dễ tổn thương quá vậy, dễ giận lắm. Rồi ở nhà công việc nhà ai làm?
em làm hết. Không có giúp việc, ví dụ chỉ dọn cái phòng của em thôi. À, giờ có giúp việc rồi. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm, em hốt hết luôn, em hốt hết luôn. Trừ giúp việc đủ thôi, còn bình thường chơi hết. Chơi hết luôn. Dọn dẹp nhà cửa, dạ, chăm sóc con này rất là em hết luôn. Không, không, ý là nhưng mà vợ em nấu ăn ngon. Nhưng mà ít nấu thôi. Nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Dạ. Thôi em ước đi. Em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Dạ. Không cần phải nói điều đó. Dạ. Em là... không muốn nói phải giúp bà một. Dạ. Em thay đổi, em không muốn thay đổi gì, chỉ có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc á, sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cháu khỏe, mà không chịu ăn, để đến trưa, nói để trưa ăn, để trưa mệt luôn, để đói, đói quá, đói liệt luôn, lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Thì không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, em đến ngày mai dậy là 9 giờ rưỡi mới dậy. Thì tối dậy xong rồi anh, nó bị dở bữa, sáng 9 giờ rưỡi dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi. Mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì cái vụ mà đi ăn. Bởi tối cái đi ăn nhiều. Lỡ dở người ta bán đồ ăn sáng, người ta cũng nghỉ giờ đó thôi. Mà chồng em cứ bắt em phải ăn cho bằng được. Em nói thôi để tí trưa nữa để ăn luôn. Xong kiểu cũng sợ vợ mệt, xong rồi cứ mệt làm nói chung là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em phải giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó là 5 năm dịch, em giặt 3 tháng trời luôn. Đợt dịch là cái máy giặt hư. Dạ, giặt tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn. Đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em mà nó đóng băng hết, không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn. Em giặt một thâu được chứ ba. Trời đất ơi, giặt tay á. Nhưng mà vui là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không. Không có cái gì hết, ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá, không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không, đúng giặt đúng rồi hả? Thể dục. Tập thể dục. Đúng rồi. Cái gì mà phải giặt cắt cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em hết. Em sợ lắm, em không có giặt tay. Quá trời, quá đất. Hư cái bàn tay. Quá hạnh phúc với công việc của người ta. Thôi, đúng rồi, thấy vui đúng lắm. Em làm mình thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia, mà thấy nó dễ thương. Những tật xấu rất là đáng yêu. Quá là dễ thương. Em về em coi cái bối bối là em biết là cái cặp này hạnh phúc cỡ nào. Đúng rồi. Rồi. Rõ ràng là các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Đơn giản thôi, hạnh phúc là lựa chọn. Em không nói không dừng được. Đúng không? Đúng không? Em phải nói. Chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Dạ.